就给你走了吧，给你好吃。đây ngồi đây mười năm nghìn mười năm nghìn đó mẹ đấy bao nhiêu mẹ đấy năm nặng à đây chỗ này bốn nặng bốn nặng sáu nghìn thì con đấy là sáu nghìn sao ấy tiền cả mấy đây ai lấy tiền đâu mà sao đã nặng chết rồi lo muộn nhà nào ngày nào ta mới mấy làng đi mà hai cây này người ngon đây lấy quả này bạn lấy cái thùng điện nhẹ mà này tôi xin cảm ơn nhá và đi ra đi ra ngoài ngọn thế này thì mấy thì còn đợi ngoài cho mà lại chạy quay luôn đấy đâu rồi nó mua nhanh lắm đấy đâu rồi mua nhanh lắm đấy nhìn người nhanh như tiền đấy cô xíu cô mua một quả một cô giá mua cho cái gì ăn đi xách rau đi à mua về uống cho trắng da mua cái miếng đi ngon lắm cái này mua nó ở đây nó mới cả ngon không nhưng mà xe nào cần tên mua lại cho mua sao bạn hai chúng ta còn tên vừa thấy cái này thì ngon rồi chúng ta còn nghĩa gọi là ta hay mua bữa nay nó không nắng thì không ấy gọi là mua mấy quả mấy bên nó nắng bữa nay nó không nắng mấy tôi mang đây để tiền mang đây ngon không mấy là nhà này ngon lắm đầy không bạn quay phim cô đi quay đi đây em được cái áo dài với em đâu chưa mặc lần nào này cứ bảy ngày thôi mèo quỳnh hay nói dừa tốt lắm đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha ha.
Thank you.
Ô hay. Chịu mấy cái người ở đây tự nhiên đứng lại nhìn mình cái vậy? Bao nhiêu một tí đây? Tưởng là lói được còn nó lầm nhạc rồi. To đấy là to 500 đấy. Anh chị làm được. Anh em muốn thêm đi. Thôi từng đấy thôi. Từng đấy rồi là rồi. Hai đứa ăn lớn rồi. Để cho muối ớt tây ninh vào hơn đúng không? Tiến tới được lên. Hai đứa quay. Hai đứa quay có thể quay hình mình ở đấy đấy. Đấy cái phần là nóng nhất thì đấy cho bà. Không không có chả, đó, để cho không không á.
mua chữ quế. Thêm đi chị ạ, ừ, ngọt tắt.
ơn chị nhá. Thank you.
đi đấy. Yeah.
thế bảo anh mua em cái. Cân cà này. Dạ cái này 10.000, cái này cũng 10.000 bạc. Bà mua hộ cháu kia nhá. Thank you.
cơm. Thank you.
Em cắt cả vườn đã 20 rồi đấy. Em bán 30 đấy. Phải nó sâu đó, cái bác bỏ đi thì nó cũng thế thôi. Vài nhạc, bác thêm 1.000, 2.000 vào bác ăn thì nó 2 cái gì là được rồi. Nói chung là bác ủng hộ cho cháu một tí. Đấy, bác nhìn cân này. Gà để nó khơi nước vui lắm. Con cái nước máu ấy. Này vài mày mà rẻ nữa. Vài mới mà rẻ thế. Hãy nhìn kỹ đó, món mồm lấy. Bắt đi. Vậy phải trả nghìn đi tính mua được không nên tham. Lấy làm gì cho lại học tình nào. 20.000 bác. Xấu nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều. Cái này thật sự là nó xấu lắm, nó ngọt thôi. Vâng, như thế nào mà bán nó cũng bằng mấy chuyện thôi. Anh lấy cái gì đấy, anh biết chứ. Nó thật chung, nó cũng tham nhau. Sáng nay ông thầy ông cắt xong rồi, ông bảo nó 5 giờ rồi, mẹ lấy đi. Cái này 5 giờ rồi, bắt đầu thì bà kết thúc rồi. Đâu 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 đâu. Đúng là kiểu như như đánh việc nhảy. Bà lấy một ký bà hè. Bà lấy một ký hè. Của chú Hiền ấy, của chú Hiền có nhiều. À, chú Hiền bán hết chưa bà? Chú Hiền chắc vừa lấy chứ. Dạy ghê. Dạy mất hồn luôn. Dạy mất hồn. Trong này cũng có hết rồi. Ba đấy.
Có người nào cũng đẹp mà ai lấy vậy trời? Người nào khen cứ đẹp mà cho chả cho ai mua đâu? Ai mua à? Mua làm gì? Của 10.000 hai của đây. Lúc nào cũng phải mình đen này. Sao anh em mua về? Tại vì người ta mua người ta chưa về nhà. Các fan ở ba ô mi này. Túi này của em toàn là túi bằng. Chuyện ấy cháu phải quay là bắt đầu.
Bóc cũng không rồi chứ mà nó không bây giờ. Chín anh chị ạ. Chị vừa mua đấy hộp này. Ừ, rồi. Chị vừa ăn thì chị mua đấy. Nhà ấy em mua đây. Của nhà con. Cũng hết rồi. Ăn rất đây hơn đây một đấy. Bó về cho gà vịt ăn muối ăn ngon. Mới qua hai ba giờ thấy cái xe để nhà mới biết, giờ nhìn thấy cái xe này biết nhà em dập nó sạch lên tí thôi. Đúng rồi chị, cái này có hai từ sáng giờ mình dọn mấy cái bao mấy cái bì cho mà nhà đấy nó không bán cho mình rồi bán sao nào, nó không cho mình phải nó luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.